Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây bây giờ chúng ta xin đọc tiếp. Đọc tiếp là giảng Lan Thiên. Giảng Lan Thiên nằm trên Đà Lơn là tới 42. Tiếp ngang và tiếp phần 6. Đọc 42 giảng Lan Thiên. Trong phần này thì hoàn toàn là lời giống như là lời kinh tiếng kệ của ông Cứ Đa sau khi ông thành tựu đạo nghiệp, viết ra quyển thứ hai. Giờ mình xin phép được đọc nha. Tờ hổm về dịnh gì đọc em quá. Lan Thiên một kiển chép chơi, non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng, hiu hiu gió thổi đùng đùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân tế kiển lầu đài, tháng giêng mùng chín thi tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiễu đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ phú quốc ta về, long thòn ta ở giữa kề hai năm. Dạo chơi mấy bậc điệu âm, tỏ lời sao trước mấy năm phản hồi. Phận mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực dời ngồi khỏi xa. Dương Trần quy hiệu tên Đa, cõi tiên vốn thiệt hiệu là Ngọc Thanh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Thung dung thông thả chơi bời, lánh khỏi việc đời mới gọi trượng phu. Ví như tiết chối chăn thu, chí công mài sắc ngao du cõi phàm, ngao du cõi ngoài. Trồng sen một phút ngán thai, đặng về củ phẩm liên đài Tây Phương. Cõi ngoài không có âm dương, cũng không mưa nắng tiết sương đến mình. Thở xưa lời nói thiên đình, nguyền tu chánh đạo nên tình mới đi. Dương Trần xuống đó một khi, rèn lòng vàng đá trí tri đạt lòng. Thoàn ta đương chạy giữa dòng, nào ai bác cậy lâm tòng thoàn siêu. Trời chiều gió mát hiu hiu, ngồi coi dẫn lý thoàn siêu cũng nhiều. Không đi đâu bến bập biều, trong thoàn sạch sẽ mấy điều kim ngân. Lại thêm mắc nợ Dương Trần, ham vui một thở mười phần khó thai. Lộng chơi cho đặng mới hay, tách dòng hải thủy vui say trong dời. Khát nước nhờ có xương trời, đói ăn rong biển thiệt đời nhàn du. Ví như trường hội chư nhu, một khoa rớt hết chân lưu chẳng còn. Không trình đọc sách gầy mòn, ham vui đào mặn vuông tròn chẳng xong. Sao bằng giữ phận sạch trong, bản vàng chiếm đặng bốm ông xá gì. Đem mình về chốn kinh kỳ, áo cơm khỏi tốn phước thì mẹ cha. Gặp cơn gió thuận mưa hòa, kiển xưng tươi tốt dìm già thiên nhiên. Đói lòng ăn quả đào tiên, khát ta uống nước trong thuyền ma ha. Băng trừng hải dắt sơn hà, non cao chạy khắp về tòa Bủ Châu. Dưới thời ai dễ hiểu đâu, lao sao buổi chợ không âu đến mình. Dập diều chơi quán ngũ đình, rộn ràng trong dạ chẳng tình nguyệt qua. Kháng coi dưới cõi Diêm La,
thế trong ngục tối người ta cũng nhiều. Song ngăn ô thước đội kiều, huống người phải biết mấy điều trầm luân, sao bằng bích thủy non ngân. Vui thay một thở lấy lừng đờn ca, đôi bên giao cửa song hòa, nam thanh nữ tú người ta khác thường. Ở ăn phép tắc khinh nhường, nam nam nữ nữ tuyệt đường ái ân. Chúng ta nhìn lại chút mình phân tích nha. Trong đây mình nghe cái câu rất là hay. Đối với cái người ở cái cõi như ông Cử Đa cho biết, cái cõi ông đang gặp trên Tà Lơn, và cái phong hóa nời nếp một cái cõi tiên mà ông phân tích cho chúng ta thấy rất là rõ. Sao bằng bích thủy non ngân, bích thủy non ngân gọi là non bồng nước nhược á, là cái cảnh tiên. Nơi đây là một cái nơi hoàn toàn trong sạch tốt đẹp, có nam có nữ, có cuộc sống đầy đủ, cuộc sống hoàn toàn vinh diệu, nhưng mà nó khác hơn cái cõi chúng ta đang sống á, là có nam có nữ, nhưng mà mình á, bên đây là cái cuộc sống mình có liên quan tới cái tình cảm ân ái, từ chỗ ân ái yêu đương bảo thủ sanh ra đau khổ. Còn ở đây thì có nam có nữ, mà nó đặc biệt là tuyệt đường ái ăn. Mình đọc nè, ở ăn phép tắc khinh nhường, nam nam nữ nữ tuyệt đường ái ăn, nó không có giống. Còn ở cái đoạn đầu như mình thấy nãy ông phân tích là cái đoạn này nó giống như cái đoạn đầu của cái quyển giảng Sám Giảng quyển 3, ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cõi đời, lang thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng, hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai, mùa xuân hướng cảnh lầu đài, lúc còn sắc thịt thi tài hùng anh, thứ di mây phủ nhiễu đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề, kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa trời mấy năm, dạo chơi tầm bậc chi âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi, nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực trì ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệp ngâm phong trần tâm đã rời ra. Ô, cô sao quên nè. Đó là cái quyển giảng Lăng Thiên và giảng Tạ Lơn của ông Cử Đa, là hai cái quyển này nó gần tương ương ưng, là nó có trùng lập với nhau một tí ở một số phần. Ở đây chúng ta mới tìm hiểu thêm về vấn đề này nha. Trong trường Minh Thầy á, có một bữa thầy mới nói với mọi người là hình như là trong bốn quyển giảng, bắt đầu từ nằm trong khoảng tháng 9 thầy viết xong từ quyển 1 đến quyển 4. Nhưng mà quyển 1 á thì thầy viết là đi dạo Lục Châu. Trong quyển 3 thì trong chuyện thầy có nói với mọi người á, ngày mai mọi người sẽ thấy ông tiên xuống viết giảng. Sau khi đó thì mọi người cũng nhìn coi có ai hay không, nhưng mà chỉ thấy một mình Đức Thầy. Nhưng mà khi mà coi lại cái quyển giảng Tà Lơn á, với cái quyển 3 một thời gian sau á, thì phát giác những cái đoạn này nó gần tương ứng với nhau. Cũng có một đoạn khi Đức Thầy dắt ông Biện Đài đi Tà Lơn á, thì gặp đệ tử của ông Cử Đa, những hậu duệ của đệ tử ông Cử Đa đó, thì còn là cái quyển giảng Tà Lơn. Thì thầy mới kêu đem ra cho thầy xem. Thì khi thầy xem, thầy đọc hết một đoạn á, đọc thêm nữa, thầy nói là đoạn này đã được sửa rồi, là nó trùng với nhau, nó có nhiều cái nét. Cho nên trong giảng thầy thì thầy nói rất là rõ là kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Trong tiên thì đã có ông Cử Đa, một nhân Phật hết sức là hoàn thiện thành tựu đạo nghiệp của mình ở trên Tà Lơn. Thầy nói trong cái đoạn khác thì lại nói là được gọi là ý gì tiên trưởng, ông được sắc phong luôn, được gọi là Ngọc Thanh là hiệu, ai mà dám tranh. Ngay trong khi ông ở trên cõi tiên trưởng, ở trên cõi Tà Lơn, ông được
sắc phong cái quả vị tiên trưởng cai quản địa tiên trong cái khoảng thời gian ông còn đương nhiệm và phụng lĩnh đức thầy. Bởi vì trước khi ông được thọ cái sắc lệnh tiên trưởng đó, quả vị tiên trưởng là ông là đã đệ tử đức thầy rồi, tức là tại vì đức thầy chúng ta là đức Phật thầy Thầy An trở lại. Cho nên khi mình đọc xong cái quyển giảng Lan Thiên đi, mình sẽ kể những câu chuyện liên quan thêm Cư Đa và một số những cái câu chuyện về ông. Và đọc tiếp tục ha. Đọc tiếp đó cái chỗ là nam thanh nữ tú tuyệt đường ấy ăn này, mình đọc tiếp này. Ở ăn phép tắc khinh nhường, nam thanh nam nam nữ nữ tuyệt đường ấy ân, mặt quê mài liễu thanh tăng, hình dung yếu điệu mười phân nõn nà, 30 trở lại không già, nói năng ngay thẳng thật thà như nhi, nói năng ngay thẳng thật thà như ghi, dương chằng cũng có khi đi, giả làm bằng tiện nữ nhi theo người, nói năng diễu cợt vui cười, đố ai biết dạng là người ở đâu. Thì thấy rõ là ông diễn tả những cái người trên đây cũng có khi xuống trần, nhưng mà đa số xuống trần là giả người bằng tiện, đơn giản, nói năng diễu cợt, chứ không ai biết những người này ở đâu. Ví như biển thẳm non sâu, vàng thao lộn lạo, theo người lao sao, trở về chốn cũ non cao, tốt tươi nhan sắc như sao trên trời. Nói chung là xuống thế gian giả thì nó thăng tướng khác thường, mà về chốn non cao thì thăng tướng phải đẹp trói người là chuyện đặc biệt mà. Cho nên ông nói là những cái người mà ở trên cái chỗ ông đang sống, đang thấy rất đẹp, rất là xinh, nhưng mà khi hạ phàm rồi đó, giả thành một cái hình tướng khác, nhất là cái thân nghèo khổ bằng tiện làm hạ nhân, mà sau khi thoát khỏi cái chỗ đó trở về thì thân người rất là đẹp. Trai thời đội mão tú tài, gái thời chăm dắt lược cài nghiêm thai, trăm rung phụng múa bướm bay, trong tay hương bội gỡ bài trân châu, áo đào rực rỡ màu ngâu, thủy ba giận sóng coi lâu sáng lò. Ông diễn tả thật là cực kỳ, áo rất là đẹp. Ấy là bổn phận đàn bà, con trai thanh sắc ai mà dám khen, áo mặc tay có hoa sen, cẳng sàng sáng rực tợ đèn chớp giăng, đôi bên nhật nguyệt lăng xăng, long lăng quy phụng mặt trăng chói lòa, dầu cho thái tử trung tòa, trong tòa dù cho thái tử trong tòa, khó bì cho đặng người mà non cao. Ông diễn tả rất là rõ. Thấy đẹp như vậy đó, chứ không được quyền khen, cũng không dám khen đó. Và người nam càng đẹp hơn nữa. Ông so sánh dù cho thái tử ở trong tòa, tức là thái tử con vua trong đền vua. Chứ tòa đây là đền đài nha, chứ không phải là trong cái chỗ ngồi. Một tòa đền á, trong tòa khó bì cho đặng người mà non cao. Thấy thái tử trong đền đài mà ông bì không đặng những người trên đây, tại vì họ đã đắc quả tiên hết rồi, cho nên họ đẹp, họ đầy đủ là phải. Trên đầu đội mão tóc bao, thanh tăng nam tử lao sao vui dày. Cách diễn tả này như mình coi trong phim mà ông Lữ Đậu Tăng tóc bó buộc lên vậy ha, nhìn rất là đẹp. Trong lưng không có buộc dây, trước sau hai tấm như mây sắc vàng, ấy là bổn phận các chàng. Mình nghe ông diễn tả cái người nam cực kỳ không, rất là đẹp, bổn phận các chàng. Còn thiệt chánh điện một nàng tiên Nga, còn nữa, nàng ấy vốn thiệt cõi xa ngọc thòn,
tên ả quản coi các nàng, rồi vậy là cái nàng tiên này là Ngọc Hoàng, tên ả Ngọc Hoàng tên ả quản coi các nàng, giống như ở trên cõi Quảng Hằng xuống hang, trên đầu đội cái ngạch vàng, trăm dắt hai hàng cao thấp bốn cây, trăm rùng phụng múa xoay xoay, dịu dàng gót bước trên mây rõ ràng, theo phò tiên nữ sáu nàng, cầm hương che quạt mỗi đàn phân minh, xuống rồi thổi ống trường thinh, đâu đâu tụ lại thưa trình thấp cao. Ông diễn tả chỗ này giống là cái hội hội tiên, có vị tiên từ ở trên cõi trời xuống, là người cai quản tất cả các cái cõi tiên ở hạ giới. Tiệc bài yến đãi lao sao, đờn ca hát sướng rượu đào rượu dâu, bá quê tủ nấu lâu lâu, uống vào tươi tốt đâu đâu vui cười. À, được đãi rượu tiên, mình nghe nói mình tưởng tượng thôi chứ cũng có biết gì đâu, đọc nghe nói hiểu rồi tưởng tượng, cảm nhận tưởng tượng, tưởng tượng bằng tư tưởng chứ đâu có thấy được. Gẫm trong vật thực lạ đời, ăn vào thơm dẻo của người thượng tiên thượng thiên, là bữa nay ông ăn được đãi những cái món thượng thiên đem xuống này, đãi trong nam nữ chư tiên ngâm ca tuyệt diệu liên miên chơi bời, bánh làm như thởi da trời, ăn vào dẻo nhẹo thơm mùi kỳ nam, tròn tròn như thể trái cam, ngoài da xanh dẻo trong làm như bông, lạ lùng xả ớp hương sông, ví như thế sự bì không đặng nào. Để nói về bánh nha, rất ngon, bánh làm bông lụ hồng đào, bánh như vỏ quế ăn vào cay cay, bánh làm như thể bàn tay thỏ thẻ nhấc vào như lại như ra ngay ra, thỏ thẻ nhấp vào như lại ngay ra, ấy là thiệt của tiên Nga, còn giặt ẩm tủ kể mà hết đâu, con chi như thể bò trâu, hai chân trắng nõn trên đầu như son, bắt làm một tổ hai con. Mà là giặt ăn, ăn vào thơm ngọt béo ngon vô cùng, con chi như thể con sùng, ăn vào cũng khỏe lạ lùng vô tri, rượu thì một đĩa sáu ly, khô hư khô thỏ, khô hư khô thỏ, thạch chi có ngần, bạch kê sáu giới đậu, bạch kê xào giới đậu tương, chặt ra lớn lớn thanh cương gia vào, chả nem chẳng thiếu món nào, trà ngâu giúp tiệc uống vào một ly, ba năm hội yến một kỳ. Đọc tới giờ mới biết kết thúc được. Đây là hội yến ba năm một kỳ ở trên núi Tà Lơn, mà ông Cư Đa được tham dự trên đây. Ai mà trễ nải tội thì không dung. Đi cái đây là cái chương trình dự yến 3 năm một lần trên Trà Lơn, ai mà đến trễ là sẽ có tội, cho nên tất cả các bậc tiên đều có mặt đầy đủ, tất cả các vật ăn thức uống được trưng bày đầy đủ. Nãy giờ mình đọc không biết bao nhiêu, nhưng mà tới giờ mới chấm mốc được là hội yến 3 năm một lần trên Tà Lơn. Để coi họ trong hội yến này có gì nha, mà đọc tiếp tục nha. 3 năm hội yến một kỳ,
Ai mà trễ nải, tội thì không dung. Nam thanh nữ tú anh hùng, thi tài văn võ đùng đùng lao sao. Nữ nhân thiệt đứng tài cao. Vậy là trên cái hội yến này đó là hội thi tiên để mà chọn ra những người tài đức, tài cao đức rộng để tiếp tục là cai quản cái cõi địa tiên. Ông đang nói về cái người tiên nữ mà có cái tài cao nè. Mình đọc lại cái chỗ này mình thấy nè ngang. Nam thanh nữ tú anh hùng nè, thi tài văn võ đùng đùng lao sao. Nữ nhân thiệt đứng tài cao, đúng không? Cái người phụ nữ này tài, không biết người nào đó là tài rồi. Y như mình coi phim Phong Thần đi. Nữ nhân thiệt đứng tài cao, phi phù diệu kiếm, luân đao rõ ràng. Phi phù diệu kiếm, luân đao rõ ràng. Là cái người này vừa có cái phép, vừa có kiếm lược thực, vừa giỏi về dùng đao, cái nào xài cũng được. Tới lui tắn thớt nhẹ nhàng. Đây là cách múa nghe, cách múa đao dùng kiếm nghe. Tới lui tắn thớt nhẹ nhàng, rập rình khắp khởi, trơn càng bước mau, nhảy cao tọ thấp như sao. Đã xong hũ đột rất mau quá chừng, lon đao lon đao phóng kiếm lẫy lần, châm rung phượng múa tưng bừng bấm bay. Người tiên thật đúng tài hay, bay cao đáp xuống bằng nai dạng tròn. Chừng thâu cấm đặng một hàng, đố ai nhổ đặng đứng hàng trưởng huynh. Là cái người cái vị tiên này đó là bắt đầu là dùng cái phép di chuyển tất cả những cái loại binh khí đao kiếm, múa một chặng đi, rồi sau đó bắt đầu là cắm xuống, thông báo ai mà nhổ được á thì đứng hàng huynh trưởng. Trưởng huynh tức là đứng đầu, đại sư huynh đứng đầu trong 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 đó. Ngọc Thanh nghe nói hữu tình, tụng câu thần chú một mình xông ra. Hai tay chấp ấn nữ hoa, tụng câu diệt địa nhổ mà mới lên. Ngàn năm chín kiếp không quên, nhờ ơn thái ắt học nên khắp này. Không gặp luôn ngài thái ắt chân nhân mà học được cái phép ấn của nữ hoa, cho nên đây là vị tiên nữ mở cái trận kiếm này thì ông nhổ tuốt cái gì. Cái đây là kiếm trận ngang, mở được cái trận kiếm cho nên ông nhổ lên được. Ấn phép này, nữ nam ai nấy đâu đâu cả kêu bạch ngọc đọt thâu kiếm vàng. Trưởng huynh đã đáng rõ ràng, hội sau ta sẽ lập đàn trận chung, treo đao khắp hết bốn non. Ai mà vô đặng anh hùng mới nên, ghi lời cho nhớ đừng quên, ít năm tôi cũng học nên phép này. Vui chơi ước đặng ba ngày, ai về đường nấy tới kỳ thuyên lai. Vậy là sau khi gỡ được cái trận kiếm thì tiếp tục có cuộc hẹn là 3 năm sau nữa là treo kiếm ở khắp hết các non, tiếp tục cái trận hai. Nếu ai mà vô được mới là thật sự anh hùng. Thì ông Cư Đa ông nói bây giờ là nhớ lời, tiếp tục là những năm sau tiếp tục để vô để mà thử phép. Bây giờ là tiếp tục ở lại vui chơi lai trai ở đây. Mình coi cho đây là chỗ nào ngang. Vui chơi ước đặng ba ngày, ai dài đường nấy tới kỳ thiên lai. Mặc tình ai dễ ép ai, muốn lên cảnh Phật hôm nay làm lành. Lan thiên kiển ở như thành. Rồi, bồng lai một cảnh trời dành thở xưa, đến rồi không biết sớm trưa. Mây mù
che mây che bốn phía, gió đùa mưa đến rồi không biết sớm trưa, mây che bốn phía gió mưa mịt mù, hội rồi lặng lẽ như tờ, ai về đường nấy, một giờ siêu tan. Ngày sau thế cũng như an, trước ta phải tính, phải toan trao dồi, trở về tiên thánh mà thôi. Dứt lời xuất nghiệt, một hồi tanh banh, lập làm quan tướng vô danh, mãn tham tiền bạc xây quanh cõi trần, mấy đời cho đến non thần, mấy đời cho đến non thần liến mê, ai giữ cho gần cõi tiên long thòn, đóng ở tự nhiên, chẳng bì cõi Phật quán tiên cũng bằng. Ông khẳng định cái hội yến nãy giờ chúng ta đang đọc chung quanh hội yến đó, là có tất cả các vị tiên trên Tà Lân tụ về ăn uống vui chơi múa hát, rồi sau đó mời tất cả các tiên á thi ra tài phép để chọn một cái người đứng đầu trưởng trong đó, cai quản, gọi là trưởng huynh, tức là cai quản, nhân là tiên trưởng cai quản trong cái vùng đó. Và sau đó cái vị thượng tiên á mới dùng chặn kiếm. Sau khi chặn kiếm xong á thì bắt đầu ông gỡ chặn kiếm, tiếp tục là hẹn 3 năm sau bày thêm chặn kiếm nữa. Và chương trình tất cả đã xong, mọi người ở lại ăn uống vài ba ngày sau chia tay, và chỗ ấy chính là cái chỗ Lang Thiên. Lang Thiên, cho nên tất cả quý vị mình ai có đến Lang Thiên á, chúng ta mới thấy được một số những cái cảnh lạ. Có những cái bể đá, bãi đá, có những cục đá nhìn rất giống con này con kia. Nói chung là nhiều cái hình thú dị kỳ nằm ở chỗ Lang Thiên dữ lắm. Y như là những con thú rõ ràng thực tại vậy đó. Lang Thiên gọi là Lang Thiên lớn ấy nha. Chúng ta hiểu thêm là cái cảnh Lang Thiên á, là đúng theo cái từ mình dùng á, là nó bắt từ khỏi cái vị trí chỗ cái con suối vàng, con suối vàng của du lịch hiện nay nè, và nó đi dọc theo cái tiếng thẳng vô luôn cả cái khu của cái khu được gọi là chùa Bình Thiên, dài vô tới là cổng trời Bàn Ngự, lọt vô trong phạm vi Lang Thiên, nguyên khuôn viên này gọi là Lang Thiên, gọi là Lang Thiên một cõi mà. Một cõi tức là một khuôn viên rất là rộng, nó nằm trong phạm vi đó. Và chỗ đó nó có rất là nhiều hình tướng kỳ quái dị hụ. Mình đi khỏi cái chỗ đường vô cái cửa cổng trời bằng ngữ á, thì chúng ta thấy có cục đá y như hình cái con voi mà đưa bốn giò lên á, nhìn rất là đẹp, rất là lạ. Ai từng đi mới biết, từng thấy, từng chứng kiến những vấn đề đó anh biết được. Đứng lên chỗ cái cục đá mình nhìn rộng là thấy vô cái cõi Lang Thiên từ bên trong, sâu bên trong. Cho nên là chỗ đó. Bây giờ là sau cái đó mình sẽ đọc tiếp tục đi. Cái chỗ này nó nhiều quá, giải thích hết nổi, tại vì mình chưa có diễn kiến được nhiều những cái cảnh mà ông nói trước mắt. Mình tưởng tượng là được. Tưởng tượng thôi, chứ còn cái gì mình thấy được thì diễn tả nó dễ, còn cái này hết diễn tả nổi rồi, mình về tưởng tượng nha. Giờ mình đọc lại từ câu để mình nhớ, mình tiếp tục mình tưởng tượng đi, chứ khó mà thấy rõ lắm. Long thoàn đóng cửa tự nhiên, có chỗ, có nhà, có chùa, có đình, nhưng mà mình không thấy cho nên mình không diễn tả được. Chẳng bì cõi Phật quán tiên cũng bằng, bốn bề tòng bá lăng xăng, liễu mai rực rỡ đá văn phân hàng, ấy là thiệt động long thoàn.
Động Long Thần ông diễn tả nó đẹp còn hơn vậy đó, mà đôi khi mình ở Động Long Thần mình chưa tới, mà mình chưa tới Động Trung Tòa đấy, Động Long Thần đâu chưa tới. Động này là mình chưa thấy chưa biết luôn nè, để đọc lại chỗ này mình mới nghe nè: bốn bề tòng bá lăng xăng, liễu mai rực rỡ, đá văn đá phân dân hàng, đá phân dân hàng, đá phân dân hàng, đá phân dân hàng. Cái đường mình đi xuống giống y với cái đường đi xuống chỗ 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 Động Cao Vân quá, đi gan đường đó. Đá phân dân hàng ấy là thiệt Động Long Thòn, Lan Thiên bên nọ, suối vàng bên kia. Lan Thiên bên nọ, suối vàng bên kia. Đại đồng đá dựng như bia, cổ hình dạng vật, tựa kề lan quê, chập chồng chất ngắt chang chang, chẳng biết mấy hàng kể tạc đặng đâu, đã nên kiển vật sẵn hàng, thanh long bạch hổ các lầu tòa liên, lăng xăng hình dạng ngồi yên, tối thời coi tợ như đèn tam tinh. Nhóm chỗ này xưa Đức ông dẫn Đức thầy đi quá, cái thầy dẫn Đức ông đi ban đêm, mở mắt ra nhìn thấy hai mắt sáng trưng là không cọp ha. Đố ai gọi biết sự tình, đào nguyên một cụm thiên đình xuống lên. Đây là cái đường đi xuống lên cõi trời, bởi vậy nó khác hơn chỗ mình đọc bây giờ mới hiểu được. Trước kia bàn thạch có tên, song song hai tấm, hai bên hai hàng, một bên chữ thấm rõ ràng, một bên tiên tự hai hàng khác nhau. Kỳ lân sư tử trước sau, tô hình phụng tán, sáng lò kim ngân, lung lăng một cõi thanh tân, khắp hết xa gần toàn những chân châu. Dưới đời ai dễ biết đâu, thành danh chánh quả mới thâu đem về. Song song hai chữ, song song chữ tạc hai bề, cõi trần ly loạn dầm về quyết lưu. Dầu cho chí dũng tài mưu, tử mà vô hối báo cù đặng đâu. Ôi thôi chẳng có bao lâu, thiên cơ một khắc cạn sâu thời tường, đừng nghe theo lẽ phi thường, rủ nhau mà thác lấp đường bỏ thay. Ngày sau người ở trên mây, trận đồ thiết lập một giây mới rồi, thiết lập một giây thôi, trận đồ thiết lập một giây mới rồi. Thấy đời trần hạ thương ôi, quân thần phụ tử rã rời bốn phương. Dưới trời cũng có âm dương, cổ kim chị loạn lẽ thường xưa nay. Nợ đời có cả, có trả có dây, dinh như bông bí, một ngày héo khô. Trắng đen nhờ có phấn tô, chừng khi hết phấn ra đồ trả heo, lạ chi cáo đội lớp beo, đến chừng mắt lớp chèo queo như chồn. Đây là nói tới cảnh dương trần này, cuộc sống thế gian. Lúc nãy thì ông diễn tả cái cảnh cõi tiên, muôn phần tốt đẹp, nhiều điều vinh diệu. Và bây giờ thì ông phân tích tới cái cõi thế gian của hồng trần nó như thế nào. Bây giờ mình đọc tới đây mình dừng nha. Ngày mai đọc tiếp phần phần 7, chứ giờ là đọc nữa đọc hết nổi rồi. Giờ mình đọc, mình vừa đọc vừa hiểu, có những cái thứ, những cái cảnh ngoài sức tưởng tượng của mình, cho nên được tưởng tượng giết mình hơi bị mệt. Hơi bị mệt.